Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một sản phẩm mới của Ricoh. Đó là máy photo để bàn mini MP305 Plus. Đây. Nó nhỏ gọn như thế này đó, chỉ bằng có một con gạch thôi. Đó, bằng một con gạch thôi thang. Và máy này thì mọi người có thể để trên bàn làm việc, những văn phòng nhỏ gọn á thì đều có thể để được. Và máy đặc biệt của máy này á nha, là nó khác với những cái máy của như 201, 301 đời trước á, là con này nó có thể can được cả A3 nè, nó có thể in được cả A3 dùng cái khay bypass như thế này. Rồi, điểm qua những đặc tính nổi bật nha. Thứ nhất là cái phần lấy ảnh tự động nè, này phần lấy ảnh trên gương bình thường này như cũ nè. Đó. Và đây là điểm điểm khác biệt là lấy ảnh tự động nó sẽ có một cái khay đỡ của A3 nè. Đó. Rồi, đây đi. Về màn hình này ấy, thì nó sẽ được thiết kế là màn hình cảm ứng 100% giống như cái màn hình của mấy con đời ở đua năm đời sau này này. Rồi, khay giấy, nó có một cái khay giấy A4. Một cụm cartridge đời mới. Đó, cụm cartridge đời mới nha, một cái bình mật nè. Rồi, quay qua bên hông. Có cái khay bypass nè. Khay bypass này có thể chứa được cả cái giấy đỡ, khay đỡ giấy của A3 nè. Rồi. Transfer thiết kế đời mới luôn. Cụm cách trích đời mới luôn nè, đẹp long lanh luôn, khó bị xì mực hơn so với những cái máy như 201, 301. Rồi, đây là sấy nha. Thấy chưa, mới toanh đẹp long lanh luôn. Thấy chưa? Zin từng bộ nhông con ốc luôn. Rồi, quay qua phía sau. Phía sau con máy này thì nó sẽ có một cái cổng mạng LAN. Rồi hai cái cổng USB. Cái kia dành cho bộ phát. Nó có thêm cái nắp đậy phía sau, nếu mọi người không sử dụng cái dây LAN nó thì có thể đậy lại cho nó đẹp nha. Thấy chưa? Đây là xung quanh. Rồi bây giờ tới tính năng. Máy photo mà tính năng chính cũng là photo. Đây là copy nè. Copy được theo giao diện mới nè. Thấy nó rườm rà chứ thật ra cũng chẳng có gì cả. Nhìn kỹ, nhất là combine thì mọi người chắc cũng ít xài. Nhất là chọn tray nè, tray thì dùng khay hai bên trong nè, khay bypass nè, cũng đơn giản. Rồi bấm quay trở lại, chọn rồi đó. Rồi sọt, rồi hai cái trên đây là số lượng nè, cần 2, 3 bảng, 4 bảng gì đó, bấm vô đây rồi kéo lên nè, hai mặt nè. Rồi xong, mình bỏ cái tờ giấy vô mình thử nha. Đẩy cái này đi. Rồi, bấm Start nè. Đó, này nó hỏi cái chiều giấy mà, kệ nó. Đó. Nhìn cũng tức cười thiệt nha. Rồi, này mình cần in hai mặt thì bấm thêm nè. Ta nè. Hàng xóm nhà ta hơi ồn ào chút xíu, bà con thông cảm nha. Đó. À, cũng khá nhanh đó. Đây là kết quả nè, im ru luôn. À, rồi can thì cũng tương tự thôi. Can có can email nè, can folder nè. Đó, rồi cảm ứng user tool nè.
counter này. Counter list máy máy không nhỉ? Counter list này. Start không được, hết giấy rồi. Rồi đây là đó, hay không? Rồi đây phải thử. Rồi quay vô màn hình scan à, copy nè. Finish đi. Rồi, cần một cái nè. Auto chọn lại khay giữa nè. Sọt nè. Em in một bộ thì không không cần sọt lắm. Rồi, hai mặt nè. Bấm start nè. Bấm tiếp start nè. Đó. Đó, mọi người thấy cái tiếng máy không? Chạy im ru cực kỳ luôn. Đó, xong rồi đó. Rồi nếu mà anh em cần cái máy như thế này á thì có thể liên hệ với mình theo cái thông tin mà mình đính kèm ở trong cái phần mô tả nha. Máy này như mình đã nói á, là nó sẽ có được in được cái A3 luôn đó. Mặc dù nó thiết kế rất nhỏ theo kiểu A4. Đó, mọi người có thể xem lại. Điểm nổi bật của nó là màn hình. Thôi, tắt nữa. Có thể gặp lại được luôn. Đó, gặp lại. Đó, nó nhỏ như vậy.